ở xa xa đó là khu mộ đó, còn ở bên đây mình thấy có những cái bụi tre nè, cái khu vườn rất là huyền bí, những cái bụi tre rất là to và lớn, theo mình nghĩ chắc cũng là lâu năm gắn liền với nơi này. Ở đây thì mình chạy vào cái ngôi chùa này, từ cái đường Lộ Đan mà chạy vô đây khoảng 200m thì mới tới cái được cái ngôi chùa này. Đây, cái này là ngôi mộ. Ngôi mộ của cụ bà 83 tuổi. Ở bên đây cũng là cái ngôi tháp của ngôi mộ nữa nè. Còn bên đây là ngôi chùa, còn bên đây là cái khu ngôi mộ rất là lớn luôn nè quý bà con cô bác. Ở phía trước này, mình qua đây mình tham quan cái này cái tiếng ơi. Phía trước này mình thấy có một cái vách tường có hình Phật. Còn bên đây là cái khu mộ, để mình qua đây mình tham quan xong mình sẽ đi vào bên đó để quay cho bà con cô bác mình xem. Đi, mình lên cái khu mộ đi. Trời này cũng mưa lất gắt rồi. Mấy anh em mình đi hồi sáng giờ trời mưa quá đục rồi, thấy mưa hoài luôn, do đó là mấy anh em mình quyết định là thôi đi vô luôn để tìm hiểu. Chứ mà đục mưa hết cả ngày luôn rồi quay về chạy mấy chục cây số. Rồng quá rồng luôn. Ồ, rồng đóng mấy cái bậc thang đang lùi luôn. Ở trước cái cổng đi vào khu mộ trên cao này thì mình thấy mấy cái chữ Hán không à, do đó mình cũng không có gành. Cái cổng rất là lớn luôn. Đây, cái cổng như thế này. Cao khoảng 5-7 mét. Ừ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây tới phần. Ê tiếng, cái này chắc là lấy cốt lên hết đi. Cái này là lấy cốt rồi. Cái này chắc lấy cốt rồi quá. Ồ, những cái viên gạch ngày xưa nữa này. Vậy là rất là lâu rồi đó. Đây nè. Mình mới quay mấy ngôi mộ trước á. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có một chữ. Cái ngôi mộ này là cái ngôi mộ phải cái anh hồi nãy nói mình không? Lâu năm nè, có ghi tiếng Pháp nữa kìa. Hiện tại thì mình thấy ở trên cái khu mộ này có một ngôi mộ bằng đá lát vào và rất là lớn tại giữa, còn xung quanh thì có những cái ngôi mộ khác xung quanh. Thì theo như mình nghĩ chắc mấy cái này cũng liên quan về một cái gia đình ha, một cái gia tộc. Mình thấy có cây thánh giá chắc là cũng là đạo Thiên Chúa ha. Ghi tiếng Pháp nè. Năm 1940. Chợ lớn Nam Kỳ. Sinh ngày 9 tháng. Năm 1922 tại Sa Đéc, cách nay 99 năm mà. Ở ngoài đây mình nghĩ là chắc ghi mấy cái này là cũng là tiếng Việt không nè. Cái này bằng đá bằng đá cẩm thạch hay là đá mộ bia. Nhất thờ chương, nói chung là chữ khắc nó hơi bị mờ quá, mình khó đọc quá. Hỡi con yêu dấu ơi, thương tiếc mấy số phần vắng với 19 tuổi qua đời. Những ngôi mộ này 19 tuổi đã qua đời. Thâm sầu thai âm cảnh xa vời. Chữ hơi mờ nha quý bà con cô bác. Trăm ngàn năm cách biệt, hồi sanh tiền con cũng biết cha mẹ, thương yêu gắt thiết. Khi mạnh lành cơm áo ấm no, muốn vật chi diệu cũng sắm cho. Lúc đau ốm thuốc Tây Nhật ắt Nam chích liệm chạy lo đủ lẻ. Những câu cũng rất là hay ha.
chữ nhưng mà do nó hơi mờ quá, do đó mình đọc hơi chậm quý bà con cô bác. Đây là chữ tiếng Việt không nè. Câu thơ rất là hay luôn. Vậy là ngôi mộ này có cách nay là 99 năm mà. Còn ở phía bên tay phải của mình thì bên đây cũng có hai ngôi mộ còn. Nhưng mà đặc biệt là có bề ngoài sau này nè, là có những cái phần ngôi mộ 1, 2, 3, 4, 4 ngôi mộ đã được bóc lên. Và cái không gian ở nơi này và cái mái của ngôi khu mộ này rất là lớn luôn, nằm rất là trên một cái gò. Xây rất là kiên cố. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cưng thấy cái cổng này nha, cổng này của cái khu ngôi mộ cũng rất là hoành tráng ha. Ở trên đó là có một cái cây đã chết, một cái cây xanh đã sống trên đó đã chết. Và xung quanh của cái cổng thì có bốn cái cọc lên và bốn cái hình bờ hoa sen. Ở ngoài đây thì cái diện tích đất cát ngoài đây, còn ở trong đây thì phần khu mộ. Bên đó mình thấy cũng có một cái ổ mối kìa, rất là lớn luôn nè. Bên đó so với cái mặt đất ở dưới thì khoảng cách lên cũng 6 đến 7 mét trở lên hết tí. 7 mét á? Có 7 mét á. Từ cái vị trí mà mình đứng ở này mà so với cái mặt bắc của cái chùa dưới quý bà con các bác là khoảng 7 mét. Cái khu mộ này được làm trên một cái gò đất rất là cao. Cái mái nhà nó cao. Còn xung quanh cái khu mộ này cũng như là cái ngôi chùa thì mình thấy có một vài cái ngôi miếu ở phía dưới. Hồi nãy mình chưa có ghé vào. Mình đi lên đây mình tham quan trước cho bà con các bác xem. Theo mình thì cái ngôi mộ mà bằng như thế này thì rất là lâu năm rồi nè. Còn những ngôi mộ đó thì được tu bổ sau này. Ở đó có một cái cây gòn rất là to luôn quý bà con cô bác. Cây gòn rất là to luôn, khoảng 2-3 người ôm, cao lên tới đó luôn. Còn ở phía xa xa bên đó là ở đây là cái vùng Lai Dung. Thì sẽ có những cái vườn quýt hồng nổi tiếng của Lai Dung. Cái này mộ mới sửa lại nè, mới dán đá hoa cương lại. Cái này mới dán đá hoa cương. Mộ này mới lâu. Có một cái hình tròn ở phía sau đó nè. Mình không hiểu à, mộ ngày xưa. Cái mộ này là xưa, lâu rồi. Có để số chữ mà mờ quá. Vậy là trung bình mà những cái ngôi mộ này có niên đại là khoảng gần 100 năm. Gần 100 năm, 99 năm, ta, 9 mấy năm. Mà 1929 là 1929 hả? Là 90 mấy năm rồi. Ừ. Ở đây là những cái con này, con gì quên rồi nè. Con gì mà đục lỗ xấy xấy nè. Những cái nền gạch cũ ngày xưa là hay có dụ những cái con này nè. Nó sống theo mình những cái lỗ nè. Cái đó mình tự lên là gặp nó ở dưới. Lấy cọng tóc giấy phải không? Tôi thấy không, thấy cái nền gạch cổ ngày xưa, những cái viên gạch này rất là dày và to luôn. Bây giờ đâu còn sản xuất gạch thế này nữa. 92 năm. Cái mộ 92 năm rồi đó. Cái nóc rất là cao luôn ha, đã lên một cái nền rất là cao rồi, làm cái nóc này cũng cao nữa nè. Và điều đặc biệt là cái cổng này nằm gề với cái phần khu của cái nóc nhà của ngôi mộ mà nằm gề bên đó rất là lớn. 92 năm rồi. Còn ngôi mộ bên đây thì 99 năm rồi nè. Vậy là ngôi mộ ở giữa này là lâu nhất luôn nè.
Giờ này mình thấy chùa cũng đóng cửa, mình vô đây không có ai hết trơn quý bà con cô bác. Nếu có thì mấy anh em mình cũng nhờ người dân hoặc là những sư cô ở đây, những thầy ở đây chia sẻ lên những cái câu chuyện về những ngôi mộ này có từ thời nào và cắt lên niên đại bao nhiêu cho bà con cô bác mình xem. Ở trên đó mà lâu năm biết mà cây nó mọc ở trên đó luôn rồi. Ở ngoài đây giữa cánh vườn luôn ha. Mình thấy xa bên đó là toàn là vườn mặn với vườn sầu riêng với quýt không à. Cây mà mọc từ ở trên nóc nhà. Trời ơi. Cái rễ cây. Cái rễ cây dài tuốt ở trên mọc xuống luôn kìa. Quét quá. Này cái chùm rễ à. Cái gì đâu mà mọc. À, từ này, trên cây xanh á, mấy cây rễ này mới rễ cây xanh á. Nhưng mà tự nhiên trên đó mọc tuốt trên đó chứ dưới này không có. Có. Cây xanh nhỏ xíu ha, ngộ nhỏ xíu mà rễ thòng rễ thòng lên nè. Kìa cây bên đây cái rễ như vậy nè. Nè, kìa cái rễ nhóc trên kìa. Đó. Dài cái này kìa. Rồi, vậy thôi Cao Hớn mình cũng cùng với anh em sẽ đi ra thôi. Do trời mưa này không có ai hết, mình cũng không có tìm hiểu được gì. Thì Cao Hớn mình biết được những cái điều mà ngôi mộ cổ cũng như là những cái điều độc lạ tâm linh. Thì đi quay phim lại clip cho bà con cô bác xem. Chứ kiến thức của mình thì cũng rất là dở. Mong quý bà con cô bác xem mà thông qua clip mà Cao Hớn mình có nói những cái gì đó mà sai sót trên clip đó. Mong quý bà con cô bác cũng thông cảm. Do cái tâm mình không biết và mình nghĩ gì mình nói cái nấy thôi. Chứ thật ra mình cũng không có gành về những cái điều tâm linh cũng như những cái ngôi mộ cổ ngày xưa. Mong quý bà con cô bác thông cảm giùm Cao Hớn mình nha. Mình chỉ có cái đam mê là đi quay phim cho bà con cô bác mình xem thôi.